Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình và gia đình cùng về quê ông bà nội chơi, và ông bà, chú, các bác dắt đi chơi biển Sầm Sơn. Cũng đã khá lâu lắm rồi mình chưa đi lại biển Sầm Sơn. Chiều nay là thứ bảy cho nên là cũng rất đông. Mà mùa hè thì nói chung là biển Sầm Sơn là một trong những bãi biển đẹp, hấp dẫn, cho nên là du khách từ khắp nơi về cực kỳ đông. Đây là bãi B của biển Sầm Sơn. Đại gia đình mình hôm nay đi là gồm có ông nội, hai bác, các cháu và gia đình mình, và vợ chồng chú Thảo nè. Cảnh biển khá đẹp, bãi cát rộng dài và người thì đông cực kỳ luôn các bạn ạ. Phải nói là cực đông. Mình ở trong biển Bình Thuận thì ít có trường hợp mà số lượng người quá chỉ là đông đảo như thế này. Mời các bạn cùng tham quan cái biển quê hương mình, đó là bãi biển Sầm Sơn, một trong những bãi biển rất đẹp của Việt Nam. Các bạn cùng theo mình đi coi cái bãi biển này nhé. Ngoài các du khách thì rất nhiều du khách cũng mua diều ở đây thả. Khung cảnh biển thì người đông nghịt, đông như kiến luôn. Rồi đây là út nhà mình đây, nhỏ tí hạt tiêu đây. Đây anh ba này. Dạ đây, đi theo. Đó, hai anh em về quê chơi với bố. Mẹ với chị hai thì đang ở trong Bình Thuận cơ. Rồi bây giờ mình chuẩn bị xuống biển này. Wow, đông quá các bạn ạ. Chà chà, đông nghịt người luôn. Biển ở đây thì nước nó nhạt hơn ở chỗ Bình Thuận mình rất nhiều. Trong miền Nam, nói chung một số tỉnh Nam miền Trung á, thì cái nước biển, cái độ mặn nó cao hơn ở một số Bắc miền Trung và miền Bắc. Đây, út nhà mình về tắm biển hào hứng. Mời cả nhà cùng tham quan cái khung cảnh biển chiều thứ bảy tháng 6 biển Sầm Sơn với mình nhé. Đây là đại gia đình của nhà mình đây. Vì bãi biển quá đông cho nên cái tình trạng mà gia đình bị lạc các em nhỏ khá nhiều. Ở nơi phát thanh của bãi biển thì thường xuyên là loa lên những trường hợp em bé bị lạc và những em bé tập trung tìm thấy, để tập trung ở để cho cha mẹ lại tìm thấy. Vì vậy mọi người mà đi tắm biển, đặc biệt những bãi biển đông như biển Sầm Sơn này, thì các bạn hãy nhớ quan sát và đi theo sát các em nhỏ, con em nhà mình để tránh trường hợp bị thất lạc. Mình nói thật là với tình trạng người đông như thế này thì không may các bé bị lạc, cái là các bé sẽ rất khó tìm. Ở đây thì thường nhờ các chỗ đài phát thanh để người ta loa lên những trường hợp em bé bị lạc và những em bé chưa tìm thấy. Đây các bạn thấy cái khung cảnh người đông nghịt luôn các bạn. Mới khoảng hơn 4 giờ mà coi như du khách đã xuống biển tắm đông như kiến.
mẹ Thu nhắn tìm con là Lương Văn Toàn, 13 tuổi, ở Bắc Giang. Cháu Toàn đang ở đâu? Về đội an ninh trật tự số 2, có bố mẹ đang chờ. Nhắn tin, bố Tiến mẹ Thu nhắn tìm con là Lương Văn Toàn, 13 tuổi, ở Bắc Giang. Cháu Toàn đang ở đâu? Về đội an ninh trật tự số 2, có bố mẹ đang... Đây là chị cả của mình, hôm nay con tắm nhận nhiệm vụ là trông đồ. Rồi, út nhà mình sau khi tắm xong giờ đang mặc cái áo quần áo theo kiểu Ả Rập đấy. Rồi tắm xong rồi, bây giờ hai anh em lên đi thả diều đây. Ở đây gió rất mạnh cho nên thả diều lên cao, rất đẹp. Cẩn thận vướng dây con này. We'll be right back.
Rồi, gia đình mình tắm xong bây giờ đang đi tìm quán ăn, cũng đã tối rồi. Nhà đây đi. Bây giờ đang đi tìm lại một cái quán ăn nào đó ăn Anh xong nhặt thì rác sẽ em ra đi. biển chơi tiếp. Rồi mới về. Đây đây. Ăn xong thì bây giờ lại ra bãi biển ngắm biển buổi tối, gió mát và rất đẹp. Cả nhà cùng xem biển Sầm Sơn vào buổi tối nhé. Hả? Huh?